Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Trước khi vào tù, Darren West sống cùng vợ là Megan Huntsman, 40 tuổi, cùng ba con gái trong một ngôi nhà ở thị trấn Pleasant Grove, cách thành phố Salt Lake khoảng 56 km thuộc tiểu bang Utah, Mỹ. Năm 2006, Darren bị buộc tội liên quan đến ma túy, mặc dù ông ta khăng khăng rằng mình chỉ tính phí một người bạn 200 USD để giúp thu thập một gói hàng, nhưng không ngờ gói hàng đó có chứa ma túy. Cuối cùng, Darren bị kết án 9 năm tù. Đầu năm 2014, Darren được ra tù sau 9 năm thi hành bản án vì tội tàn trữ chất cấm. Trước khi được trở về với gia đình, ông vẫn phải ở một thời gian tại Trung tâm Huấn luyện Phạm nhân tái hòa nhập xã hội. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2014, Darren, khi ấy 39 tuổi, cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng trở về nhà. Bốn cha con dọn dẹp nhà cửa để bắt đầu một cuộc sống mới sau những tháng ngày chịu quá nhiều cực khổ. Nhưng bản thân Darren không thể ngờ lần dọn dẹp nhà cửa này đã đẩy ông và các con đến một bi kịch quá bất ngờ, tàn nhẫn và đau đớn. Về phần người vợ Megan, bà ta đã bị anh chị chồng là Stephen và Diane West đuổi ra khỏi nhà từ năm 2011 vì họ phát hiện em dâu qua lại với người đàn ông khác tên Jim Brady trong lúc chồng ngồi tù. Darren và Megan gặp nhau từ thời học trung học, cả hai nhanh chóng cảm mến nhau và đi đến tình yêu thời thanh xuân tươi đẹp. Trước khi tốt nghiệp trung học, Megan đã lỡ mang bầu nên ngay sau khi đủ tuổi hợp pháp, họ tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, Megan lần lượt sinh thêm hai cô con gái. Tính tình hướng nội, ngại nhờ vả nên bà ta chỉ quanh quẩn trong nhà làm công việc nội trợ, chăm sóc các con để một mình Darren ra ngoài bươn chải kiếm tiền nuôi cả gia đình. Dù không ai ép, nhưng Megan vẫn sống lủi thủi như vậy rồi dẫn đến trầm cảm. Để giải tỏa tinh thần, bà ta đã dùng ma túy và dần mất kiểm soát. Sau khi chồng vào tù, Megan vì không chịu được cảnh cô đơn nên âm thầm qua lại với một đồng nghiệp nam nhưng bị anh chị chồng phát hiện. Ngôi nhà khi ấy do vợ chồng Stephen và Diane West đứng tên, họ không thể chấp nhận người em dâu sống vô lối như vậy nên đuổi ra khỏi nhà vào năm 2011. Ngôi nhà chỉ còn có ba cô con gái, lần lượt 20 tuổi, 18 tuổi và 14 tuổi, và một người họ hàng đến sống cùng để chăm sóc các em. Khi Darren trở về và dọn dẹp nhà cùng các con gái út đang dọn nhà để xe thì phát hiện chiếc hộp bám đầy bụi nên mở ra xem. Cô bé kinh hãi la toáng lên gọi bố khi nhìn thấy xác chết của một đứa trẻ. Ban đầu, ông Darren còn nghĩ con gái hoang tưởng, nhưng chính mắt ông nhìn thấy đó là xác chết một đứa trẻ sơ sinh đủ tháng. Nghĩ rằng trước đây Megan từng sống trong ngôi nhà, Darren cảm thấy đứa bé đã chết, chắc chắn có liên quan gì đó với vợ mình nên gọi điện hỏi. Ngay khi nhận cuộc điện thoại từ chồng, Megan đã thừa nhận, tôi đã sinh ra đứa trẻ và anh là cha của nó. Để xoa dịu cú sốc với Darren, Megan giải thích rằng khi ông vào tù năm 2006, bà ta đang mang thai nhưng đứa trẻ vừa chào đời đã chết. Darren không hề an tâm, sau khi cúp máy, ông lập tức gọi cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã nhận được lệnh cho phép kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà. Lúc này, Megan vẫn một mực cho rằng trong nhà chỉ giấu xác một đứa bé đã chết và bà ta mang bầu từ trước khi chồng vào tù. Nhưng sau đó, cảnh sát tìm thấy thùng hàng trong nhà để xe và rồi bàng hoàng khi phát hiện thêm 6 xác chết trẻ em nữa, tất cả đều được quấn trong quần áo hoặc khăn tắm và các xác chết đã khô cứng sau thời gian dài. Trước những bằng chứng đó, Megan buộc phải thừa nhận mình còn 6 đứa con chết yểu khác. Nhưng thực tế, tất cả những đứa trẻ ấy đều bị bóp cổ chết. Có một đứa trẻ còn bị buộc dây buộc tóc quanh cổ. Megan nói rằng bà ta làm vậy để đảm bảo rằng đứa trẻ đã chết 100%. Hổ dữ còn không ăn thịt con, tại sao ả đàn bà này lại tàn ác đến như vậy? Megan đưa ra lý lẽ của riêng mình. Tôi làm vậy là vì lợi ích của chúng. Tôi không phải là một người mẹ tốt. Tôi không muốn chúng phải khổ sở khi sống ở trên đời này. Cuộc sống của tôi rất hỗn loạn. Tôi nghiện ma túy. Chúng sẽ không hạnh phúc khi có người mẹ như tôi. Về chuyện những đứa trẻ đã chết là con của ai, Megan lại một lần nữa khiến tất cả mọi người choáng váng khi nói rằng đó đều là con của ông Darren.
Darren bị bắt vào tù năm 2006 và mới được thả vào năm 2014. Kể cả chuyện có đúng như Megan nói, bà ta mang thai một đứa trẻ từ trước khi chồng vào tù. Vậy thì 6 đứa con còn lại ra đời như thế nào? Câu trả lời của Megan tiếp tục gây sốc. Hóa ra bà ta đã mang thai nhiều lần trước năm 2006. Những đứa trẻ đã chết ấy chào đời từ khi ông chưa ngồi tù. Tất cả đều chào đời trong phòng tắm. Megan đã tự đỡ đẻ rồi xử tử các con ngay tại chỗ. Câu trả lời của bà ta có vẻ sai quá sai, nhưng sau khi tiến hành kiểm tra ADN, cảnh sát xác nhận cả 7 đứa trẻ đều là con của Darren. 5 trên 7 đứa trẻ mang giới tính nữ, 2 em bé còn lại mang giới tính nam. Sau khi một số phụ nữ hàng xóm nghe tin về vụ việc, họ nói rằng những năm đó bụng của Megan to lên bất thường, nhưng vì phép lịch sự, họ không hỏi thăm hay bàn tán gì cả. Khi được hỏi tại sao không muốn nuôi con mà không giết 3 con gái còn lại, Megan thú nhận rằng 3 đứa trẻ ấy đều được gia đình biết đến ngay khi bà ta mới mang thai. Bà ta không còn cách nào khác là phải nuôi chúng sau khi sinh. Trong số 7 đứa trẻ đã bị bóp chết, 1 đứa bị chết lưu, 6 đứa còn lại đều có dấu hiệu sự sống khi chào đời. Nhưng Megan không muốn để lũ trẻ khổ nên bà ta giết chết hết. Sau khi giết con, Megan định vứt xác đứa trẻ, nhưng nếu vứt ra ngoài thì có thể bị phát hiện. Nên để giữ bí mật, bà ta đã giấu xác chúng trong những chiếc hộp đặt tại nhà để xe. Nếu không có ngày Darren cùng con gái dọn dẹp nhà cửa, có lẽ ông ta sẽ không bao giờ biết rằng vợ mình đã giết 6 đứa trẻ. Trước đó, ông ta khẳng định không hề biết vợ mình mang thai. Trong quá trình xét xử vụ án, những người thân của Megan, bao gồm cả các con gái của bà ta, đều nói rằng bà ta là một người mẹ tốt, chỉ có điều hơi nhút nhát và không dám nhờ giúp đỡ. Họ cầu xin tòa giảm án cho bà ta. Sau thời gian xét xử, Megan bị kết án tù chung thân vào ngày 20 tháng 5 năm 2015 và phải thụ án tối thiểu 49 năm thì mới được xin ân xá. Nó sinh năm 1975, nếu muốn được tạm tha thì bà ta phải ngồi tù đến năm 2064, tức 89 tuổi. Sau vụ án này, nhiều người tỏ ra thương cảm cho Megan, cho rằng bà ta đã phải chịu sự cô đơn mà không ai hiểu được. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng tất cả chỉ là cái cớ cho hành vi tàn độc của ả đàn bà này. Bà ta hoàn toàn có thể lên tiếng nhờ giúp đỡ cơ mà.